những kẻ lười biếng. Nơi đây sẽ trừng trị những người chết khi còn sống, không biết nỗ lực cố gắng, không biết phấn đấu. Những người như vậy sẽ bị đưa tới nơi đây, chịu đựng sự trừng phạt của những tảng đá lăn. Trên những cối đá quay khổng lồ, có vô số người đang điên cuồng bỏ chạy. Chỉ cần lười biếng thì sẽ bị nghiền nát, bởi vì lúc còn sống bọn họ lười nhác. Vì vậy khi xuống địa ngục sẽ phải chịu sự trừng phạt đau đớn như thế này. Người cai quản tầng này là Cho Gang Đại Vương. Nhìn thì có vẻ là một bà lão vô cùng hiền lành và độ lượng. Bà đã nhìn lại cuộc đời vừa qua của Ya Hong qua nghiệp kính, phát hiện Ya Hong không hề lười biếng, mà thậm chí anh còn là người cuồng công việc, không nghỉ ngơi dù chỉ một ngày. Phá tổ ong, cứu trâu, thậm chí còn liều mạng để cứu một con mèo. Cho Gang Đại Vương xem xong cực kỳ hài lòng, không nhịn được mà đứng dậy vỗ tay, còn nói muốn dựng bia chép xử cho Ya Hong. Nhung bà hỏi Ya Hong tại sao lại liều mạng như thế. Ya Hong chỉ trả lời một câu: tôi làm như vậy là vì tiền. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người đều biến sắc, bởi vì tại chốn âm gian này tiền bạc chỉ là phù du, tham tiền chính là đại kỵ, người phạm phải đều phải chịu trừng phạt thích đáng. Thế là Cho Gang Đại Vương liền hạ lệnh hủy vỏ tư cách của Ya Hong, bắt anh phải chịu đựng sự trừng phạt của cối đá xoay. Ya Hong sợ đến mức ngã sụp xuống đất, các vị sứ giả lập tức nhảy xuống nước kéo bè gỗ lại. Gang Rim lại mở nghiệp kính giải thích cho Cho Gang Đại Vương: ban ngày anh ấy dập lửa, buổi tối lại nhóm lửa. Mọi người cẩn thận nóng nha. Dù là kỳ nghỉ, anh ấy cũng vận chuyển rau tới chợ. Mỗi cuối tuần đều đến nhà tắm công cộng lau dọn. Đến tối sau khi xong việc lại làm nghề lái taxi đêm. Một người làm công việc của 5 người. Ya Hong làm việc không kể ngày đêm đều để kiếm tiền, là vì ở nhà anh còn có một người mẹ già câm điếc cùng một đứa em trai nỗ lực thi cử, luôn mơ ước trở thành thẩm phán. Cho Gang Đại Vương nghe xong đã mềm lòng. Thì ra không phải là Ya Hong tham tiền, mà là do áp lực cuộc sống mới khiến anh phải lao lực đi kiếm tiền như vậy. Cuối cùng Đại Vương tuyên bố Ya Hong vô tội. Sau đó bốn người tiếp tục tiến về phía trước. Để tới tầng địa ngục tiếp theo, họ phải lên một chiếc thuyền nhỏ, lao trên dòng nước chảy xiết vượt qua khu rừng. Vốn dĩ đây là một đoạn đường dễ vượt qua, ai ngờ giữa đường lại có biến. Vô số ma quỷ từ trong khu rừng xông ra, tấn công Ya Hong và các sứ giả. He Won phải phá vỡ vách núi mới thoát được. Anh nói ma quỷ kia xuất hiện tại đây là do trong gia đình Ya Hong có người đã trở thành quỷ chết oan. Nếu không kịp thời giải quyết, thời gian của âm phủ sẽ trôi qua ngày càng nhanh, những con quỷ sẽ xuất hiện ngày càng nhiều. Để điều tra rõ chân tướng, sứ giả Gang Rim đã quyết định tự mình tới dương gian điều tra. Anh tới nhà Ya Hong thì phát hiện oan hồn kia chính là Su Hong, em trai của Ya Hong. Su Hong đã trở thành cô hồn dã quỷ lang bạt khắp nơi, nhưng Gang Rim đã điều tra ra chân tướng tại nơi đóng quân của Su Hong. Thì ra vài ngày trước Su Hong đã dẫn theo một tân binh đi gác đêm. Tân binh kia do quá căng thẳng không ngừng run rẩy nên đã động vào chốt an toàn của súng. Su Hong định ôm lấy cậu ta để an ủi, ai ngờ khẩu súng đột nhiên cướp cò bắn trúng vào bụng anh. Do mất máu quá nhiều nên Su Hong đã ngất đi. Rất nhanh trung vệ đã chạy đến, vì tưởng Su Hong đã chết, sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến con đường thăng chức nên đã bỏ mặc không cứu, mà cùng tân binh kia đào huyệt chôn Su Hong. Sau đó nói với mọi người Su Hong đã bỏ trốn không biết là đi đâu. Nhưng thực tế khi Su Hong bị chôn lúc đó vẫn còn thở. Su Hong không chết do trúng đạn, mà chết do bị ngạt khí vì bị chôn sống. Chuyện của Su Hong đã khiến Gang Rim nhớ lại chuyện kiếp trước của mình. Anh không nỡ tiêu diệt linh hồn của Su Hong, mà quyết định đưa Su Hong về âm phủ để chuyển kiếp. Nhưng vì quá tức giận nên Su Hong luôn bám theo tân binh kia. Anh này cũng vì thấy hổ thẹn nên say xỉn suốt ngày, và anh ta đã ném tấm bản đồ vào trong sân nhà Su Hong. Sau khi mẹ anh mở ra thì phát hiện bên trên có đánh dấu một vị trí. Bà lập tức nhận ra con trai mình không phải đào ngũ mà là đã chết. Sau đó tân binh kia cũng đã quyết định tự kết liễu đời mình. Su Hong biết chuyện này không phải lỗi của cậu ấy nên đã cầu xin Gang Rim cứu cậu bé ngốc nghếch kia. Nhưng chuyện đại kỵ với sứ giả chính là nhúng tay vào chuyện dương gian. Nhưng Su Hong nói nếu Gang Rim giúp đỡ, anh sẽ ngoan ngoãn theo Gang Rim trở về âm phủ. Vì vậy Gang Rim đã đồng ý cắt đứt sợi dây cứu người lính kia, đồng thời cũng chuyển lời của Su Hong đến cậu: hãy tiếp tục sống cho thật tốt. Oan hồn Su Hong đã được giải quyết, nhưng lúc này Ya Hong ở âm phủ lại gặp phải một chuyện khó. Anh đang bị phán xét ở tầng địa ngục nói dối. Đại Vương lần này là một bé gái, nó không nghe Ya Hong giải thích đã trực tiếp ra lệnh cho cái cây ma quái kéo lưỡi anh. Do lúc còn sống đã nói dối nên khi xuống địa ngục phải chịu hình phạt cắt lưỡi. Đúng vào lúc quan trọng, sứ giả lại mở nghiệp kính biện hộ cho Ya Hong. Thì ra những năm nay Ya Hong luôn nói dối với hai người. Ya Hong viết thư cho mẹ nói dối rằng mình sống bên ngoài rất tốt, đã lấy vợ sinh con, để mẹ không phải lo lắng cho mình. Anh đã nói dối đứa con gái của đồng đội đã mất, rằng bố cô bé vẫn đang sống rất khỏe mạnh để cô bé yên lòng. Sau khi Đại Vương nghe giải thích xong mới hiểu ra những lời nói dối của Ya Hong đều là vì có ý tốt, vì vậy đã phán Ya Hong vô tội, cho anh đi đến những tầng địa ngục tiếp theo. Vì cả đời Ya Hong sống một cách trung thực lương thiện nên đã thuận lợi vượt qua địa ngục phản bội và địa ngục bất nghĩa. Nhưng không ngờ anh đã bị bắt lại ở tầng địa ngục bạo lực. Hơn nữa Ya Hong không chỉ mắc tội bạo lực, mà người anh đánh đập chính là em trai của mình. Cảnh tượng hiện lên vô cũng rõ ràng, chứng cứ xác thực.
Lần này khó mà cãi được, đại vương liền đưa ra phán quyết, trừng phạt Gia Hong bằng cách đưa xuống vực thẳm. Gangrim lúc này cũng không kịp trở về cứu nguy, anh chỉ có thể thỉnh cầu sử dụng hình phạt cộng dồn, cũng có nghĩa là nếu tầng địa ngục tiếp theo Gia Hong bị định tội, anh không những bị định tội mà ba người sứ giả kia cũng bị tước đi cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Nhưng thực ra trong lòng họ đều biết rõ, tầng tiếp theo là địa ngục thiên luân, cũng chính là tội nặng nhất của Gia Hong, bởi vì... Bỏ! Đừng mà! Gia Hong định giết chết mẹ của mình, anh đừng làm vậy mà! Gia Hong không chỉ đánh em trai, mà anh còn định giết chết mẹ ruột của mình. Điều này hoàn toàn trái ngược với con người của anh. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Lúc này mẹ của Gia Hong ở trên trần gian, đã cầm theo một mảnh giấy rồi vào doanh trại. Bà muốn đòi lại công bằng cho Su Hong, nhưng đã bị tên trung vệ đẩy ngã xuống đất. Đúng lúc Su Hong đã hết làm oán hồn đi ngang qua và trông thấy, anh không nhịn được nữa. Thà biến thành quỷ cũng không cho phép người khác đối xử với mẹ mình như vậy. Lớp da trên mặt anh bắt đầu phân hủy, trở thành hình dạng oan hồn trước kia. Bão cát bắt đầu nổi lên, muốn trốn sống tên trung vệ bất lương kia. Oán hận của Su Hong quá lớn, ảnh hưởng đến cả âm phủ. Gia Hong cũng bị chôn vùi trong biển cát, dần bị nuốt sống. Thông qua vòng xoáy, Su Hong thấy anh trai toàn thân bị chôn vùi trong cát, nên mới từ từ bình tĩnh lại. Gia Hong mới không sao. Nhưng đúng lúc này địa ngục thiên luân từ dưới biển cát ngoi lên. Người tiến hành định tội Gia Hong lần này là người có quyền hành lớn nhất nơi đây, Diêm Vương Yêu Ma. Phán quyết: bị cáo thua Gia Hong. Có tội. Diok Chun biện hộ cho Gia Hong, nói anh làm vậy là do quá tuyệt vọng, vừa không có tiền chữa bệnh cho mẹ, vừa không có tiền mua đồ ăn cho em trai, vì vậy mới định cùng nhau từ giã cõi đời. Hơn nữa cuối cùng anh cũng không hề ra tay, mẹ anh cũng không hề hay biết chuyện gì. Để mọi người tâm phục khẩu phục, Diêm Vương liền mở nghiệp kính, tiết lộ sự thật mà ngay cả Gia Hong cũng không hề hay biết. Hóa ra khi anh giơ gối lên, mẹ anh đã tỉnh giấc, nhưng bà cố ý không phản ứng lại, bởi vì chỉ khi bà chết đi mới không còn là vật ngáng đường của các con, thì cuộc sống của các con mới có thể thoải mái hơn một chút. Sau khi biết được sự thật, Gia Hong càng cắn rứt hơn, anh cầu xin Diêm Vương cho mình báo mộng để xin lỗi mẹ, nhưng Diêm Vương không cho anh cơ hội mà bắt đầu đọc phán quyết cuối cùng. Nhưng đột nhiên mặt đất ở âm phủ bắt đầu rung chuyển, hình ảnh của mẹ Gia Hong từ dưới lớp cát hiện lên. Mẹ! Thì ra Su Hong đã báo mộng cho mẹ, nói với bà mình đã vượt qua kỳ thi trở thành thẩm phán, kể từ nay anh phải lên trời để xử phạt người xấu. Đây chính là lần cuối cùng hai mẹ con họ gặp nhau. Đồng thời anh mong mẹ hãy tha thứ cho hành vi của anh trai. Tên ngốc đó. Cảm thấy vô cùng có lỗi với mẹ. Vậy nên không dám về nhà. Ngày nào cũng chỉ biết cắm đầu kiếm tiền gửi về nhà. Tên ngốc Gia Hong. Đã khổ sở cả đời như vậy đó mẹ. Su Hong à, bởi vì đây là trong mơ nên mẹ anh đã có thể nói chuyện. Bà nói rằng từ trước đến giờ chưa từng trách móc Gia Hong, mà còn thấy chỉ vì mình mà các con đã phải chịu nhiều khổ cực. Bà chỉ cần hai đứa con trai của mình sống mạnh khỏe là đã mãn nguyện lắm rồi. Gia Hong chạy xuống bãi cát định ôm lấy mẹ, nhưng mẹ anh đã biến mất. Anh không còn cơ hội tự mình nói với mẹ câu nói con xin lỗi. Tại âm phủ, nếu nhận được sự tha thứ của người trên dương gian thì sẽ được miễn tội. Bị cáo khi Gia Hong vô tội. Bộ phim này có tên Thử thách thần chết giữa hai thế giới, là bộ phim xếp thứ hai trong bảng doanh thu phòng vé lúc bấy giờ. Mặc dù bộ phim kể về những gì người chết phải trải qua khi xuống địa ngục, nhưng nếu quan sát kỹ bạn sẽ phát hiện người đau khổ nhất không phải là người chết mà là người còn sống. Giống như mẹ của Gia Hong, hai đứa con của bà đều lần lượt ra đi, chỉ để lại một mình bà, một bà lão tóc trắng gầm điếc cô đơn một mình. Phải sống tiếp như thế nào đây? Trải qua một đời khó khăn gian khổ, đến cuối đời lại chẳng còn gì. Thì ra với một số người, sống lại chính là địa ngục. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.